Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với top những con giáp sẽ đối vận vào năm 2020. Họ sẽ có nhiều cơ hội phát tài nếu biết tận dụng hợp lý. Vậy thì đó là những con giáp nào? Và liệu rằng chúng ta có nằm trong ba con giáp này hay không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Thứ nhất đấy là tuổi Mùi. Thời điểm trước cuối năm này là cái thời điểm mà then chốt đối với người tuổi Mùi để có thể ổn định cái nguồn thu nhập. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán, người đã vào nghề lâu hay là đang trong cái quá trình khởi nghiệp thì cũng đều cần phải đem hết cái thực lực của mình thể hiện ra. Đó mới là cái con đường đúng đắn để nâng cao thu nhập. Trong cái năm 2020 thì tuổi Mùi dễ dàng đạt được cái sự bứt phá trong doanh thu, nhận được sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Vận may đang đến, hãy giữ cho mình cái tâm trạng thoải mái và tâm trí tỉnh táo. Và tử vi 12 con giáp báo hiệu rằng là người tuổi Mùi rất có duyên với cái lĩnh vực liên quan đến nước ngoài. Và bây giờ chúng ta sang con giáp thứ hai, đấy là tuổi Dần. Thì trời sinh những người tuổi Dần có cái cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những cái việc làm của mình. So với những con giáp khác thì người tuổi Dần không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cái cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc, không ai sánh bằng. Trong xã hội thì người tuổi Dần thường khiến mọi người phải dè chừng về cái sự thông minh và quyết đoán của mình. Và tử vi học có nói là trong cái năm Canh Tý 2020 thì người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Năm trước khó khăn thế nào không biết, nhưng mà trong cái năm này sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng nỗ lực. Người tuổi Dần vốn mang cái mệnh giàu có và trong cái năm này họ sẽ tìm được cái cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Từ giữa năm trở đi thì cái sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều đặc biệt là mỗi ngày trôi qua, tuổi Dần sẽ tìm thấy cái niềm vui mới, có quý nhân phù trợ giúp mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Tuất. Năm 2020 thì người tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều điều trong cách thức thu hút và quản lý tài chính, có thể vận dụng kiến thức và của cải sẵn có để đầu tư đúng nơi đúng chỗ, nhờ đó mà thu được những cái khoản lợi khá lớn, mua vàng, mua cổ phiếu, mua bất động sản, vân vân. Những cái việc đó đều có thể giúp cho con giáp này kéo tài lộc về nhà mình. Hiện tại thì tiền bạc của tuổi Tuất không dư giả cho lắm, nhưng người ta nói phải nhìn xa trông rộng, đừng vội nản lòng mà hãy cứ đi tiếp con đường mình đã chọn, thành công sẽ không còn xa nữa. Bạn chính là con giáp hốt vàng hốt bạc cho cái năm 2020 này. Quý anh chị thân mến, đây chính là ba cái con giáp mà phát tài hai lần vào năm 2020. Họ sẽ có nhiều cái cơ hội phát tài nếu mà biết tận dụng. Và mong rằng với thông tin này, quý anh chị sẽ có nhiều cái sự lựa chọn, biết tận dụng những cái cơ hội đang có của mình. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.